Dạ, em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Dạ, và trước hình của cô chú anh chị bạn đây là ngay vị trí vòng xoay của con đường Lê Lợi, giao với con đường Phan Chu Trinh và con đường Hàn Thuyết. Giờ này các em học sinh học về. Dạ, video này em thực hiện được hôm nay là vào ngày 18 tháng 10 năm 2022 quý vị. Giờ này thì cũng tầm khoảng 11 giờ rưỡi rồi. Dạ. Hôm nay ngày 18, chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày 20 tháng 10, ngày Phụ nữ Việt Nam. Nay là bắt đầu là hoa được bày bán khắp nơi rồi. Dạ, đang đi trên con đường này đó là con đường Lê Lợi. Ra đây là giao giữa đường Lê Lợi và con đường Hồ Bộ Châu. Trước hình quý vị đó là chợ đầm tròn cũ cũng như là chợ đầm mới này nè. Chợ đầm mới thì hình cũng chính, chợ đầm tròn cũ thì đóng cửa lâu nay rồi. Thì giờ tiểu thương là di chuyển hết qua chợ đầm tròn mới, chợ đầm mới để mà buôn bán kinh doanh. Thấy từ xe cũng có vài khách du lịch họ đang đi dạo chợ đầm, hình như là khách Hàn Quốc các vị. Thường ngôi chợ đầm này là ngôi chợ dành cho khách du lịch, họ tới họ mua đồ quần áo lưu niệm cũng như đồ khô đồ nhiều. Ở ngôi chợ đầm tròn cũ thì nó nằm ở phía trước đây, còn chợ đầm mới thì nó nằm ở phía sau hình vuông cung. Một khung ở phía sau của chợ đầm tròn cũ. Mấy bên kia là các cái khu vực chung cư A và chung cư B của chợ đầm tròn cũ. Thì chung cư AB này nó cũng gắn liền với thời của chợ đầm tròn cũ rồi, nó cũng lâu đời rồi. Dạ, mời quý vị rẽ ra lại con đường Phan Chu Trinh. Hướng này đi thẳng là sẽ là đi trên con đường Hai Bà Trưng, ngày xưa là con đường Trưng Nữ Vương này. Này vẫn còn những căn nhà cũ trước đó. Có 73 con người châu. Con đường đoạn này của đường Phan Chu Trinh là chuyên bán các cái đồ thờ cúng rồi các cái lưu đồng tiền đồng đó. Trước màn hình quý vị đó là cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ giao giữa đường Phan Chu Trinh, đường Kim Trung, đường Phan Chu Trinh và con đường Thống Nhất. Bên tay trái là con đường Phan Chu Trinh, bên tay phải là con đường Kim Trung, một trong những con đường chuyên kinh doanh buôn bán các loại phụ máy móc bị nổi tiếng của một chợ đồng của thành phố Nha Trang. Và em đi qua đây là con đường Thống Nhất. Lúc trước con đường Thống Nhất là đường độc lập là một trong những con đường chính, con đường lớn của Nha Trang vào thời lúc bấy giờ, rồi những năm 75. Và giờ đây là con đường Nguyễn Gia Thiều, góc Nguyễn Gia Thiều này và đào Vĩnh Tư vào với đường Thống Nhất. Nguyễn Gia Thiều lúc trước hình như là đường Âu Dương Hầu, em nhớ cũng không có rõ nữa. Cảm ơn chị nào biết cho anh thông tin nha. Xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Và phía trước màn hình quý vị đó là
phải bù binh thông tin, bên kia là phải ti thông tin quý vị. Bây giờ là nhà trưng bày triển lãm. Vị trí này rẽ bên tay phải thì cô chú các bạn sẽ đi trên con đường 2 tháng 4 hướng ra cầu Sông Bóng, ra đường Đường Ri phía bắc. Còn rẽ bên tay trái thì hướng đi qua con đường Quang Trung đi về lại trung tâm của thành phố Nha Trang, ra giao lưới vòng xây nhà 7. Còn đi thẳng qua kia thì tiếp tục lưu thông trên con đường gọi là Thống Nhất. Kia đó là ở số 92 và số 90. Ở số 90 của Thống Nhất đó là cái nội thất An Gia Phát đó này. Rồi số 92 đó là cái cơ sở chuyên băng VCD, đĩa CD, đĩa karaoke, vi tính các loại sự kiện, khu hương, ngôi nhà cũng kiểu thiết kế cũ hồi xưa. Và bên cạnh là chuyên bán xe đạp điện Nhật Bản, số 94, 90, 92, 94 là người. Còn như vậy là 92 Thống Nhất là chuyên băng DVC, đĩa karaoke, vi tính. Tiền đã gọi ông lúc trước. Kêu lúc trước là con đường Phan Quán. Ở trên con đường phía kêu này lúc trước còn có một cái rạp chiếu phim, đó là gọi là rạp chiếu phim Minh Châu, hay gọi là rạp Kim Đồng. Này là các món cơm bắt đầu không thích rồi, cơm sen, món cơm này đông khách chưa đi.
kêu. Và bên tay trái quý vị, cái tòa nhà màu xanh xanh này đó là rạp chiếu phim Minh Châu lúc trước từ những năm 75, hay gọi là rạp Kim Đồng. Bây giờ thì em thấy cơ sở này cây rồi nó mọc ở phía trên luôn, đóng cửa chưa có sử dụng vào mục đích gì hết luôn. Ngay góc của đường Nguyễn Chiêu và con đường Lê Lai này. Châu lúc trước hay gọi là rạp Kim Đồng. Hình như là lúc trước là nó dùng để làm văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, văn phòng đăng ký đất đai ấy. Bây giờ thì mới đóng cửa, không có. Tấm hình của quý vị đây là những ảnh của con đường Lê Lai. Và giao với con đường Lê Lai đó là con đường Lê Thành Phương. Ở Lê Thành Phương thì lúc trước đó là con đường nhà thờ, để bên tay phải thì sẽ đi ra giao lại cái đường Trần Phú Cát. Ở chỗ này có sinh tố thiên nhiên. Tối thì nó vắng, tối thì khách cửa hàng kinh doanh nó đóng cửa.
phải vậy là đường Phú Xài hướng đi vào chợ Phú Sơn. Đi vô đây là một con đường thống nhất cuối của con đường thống nhất rồi. Dự báo thời tiết quý vị, hiện tại cũng đang có một cơn bão ở phía ngoài biển Đông, gọi là cơn bão số 6 đang tiến vào đất liền. Nhưng mà dự báo thì cơn bão này nó đi vào đất liền thì có thể nó sẽ bị suy yếu và chuyển thành áp thấp nhiệt đới. Mấy ngày này là ở ngoài miền Trung, khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam thì thế cũng bị rồi là mưa ngập úng mấy ngày liên tục này. Vừa mới hết cơn bão số 5 hết ngập úng thì cơn bão số 6 lại cũng bị vào nữa. Vào mùa này thì miền Trung là chịu ảnh hưởng bão rồi lũ lụt rồi rất là nhiều. Nay là vì Hà Nội là bắt đầu vào mùa lạnh rồi. Đó thì nhiệt độ giờ giảm rồi, còn khoảng 14-15 độ. Cho nên là không khí lạnh ở ngoài Bắc, ở đây bắt đầu là đứng đẩy vào trong miền Trung đó. Kết hợp với khu vực của từ giảm mùa không khí lạnh cũng như là áp thấp nhiệt đới nữa là nó sẽ đẩy vào miền Trung, là mùa này là bắt đầu là miền Trung cứ ảnh hưởng bão với lũ liên tục. Ở Khánh Hòa như thành phố Nha Trang là trong cái đợt bão số 4, số 5 vừa rồi là nó sạt lở, mưa thôi. Dạ, anh đang đi trên con đường này là đường 23 tháng 10. Đường này đi trên khu vực của giao lại với cái đường tốc độ cũng như là hướng đi lên Trung Tâm. Đường 3 tháng 10 này trước nó cũng là đường tốc độ, giờ thì nó cũng tốc độ 1 xe. Và góc đây là con đường thủy trưởng giao với đường 3 tháng 10.
xuống từ thành phố, lấy số 1 là dẫn từ thành phố đi lên Duy Khánh. Rồi ở đây là đoạn đường 19/5 của cái đường này tỉnh Bình Dương. Cái vòng xoay nữa mình xe từ trên Duy Khánh đi xuống trung tâm thành phố là tất cả phải đi lên trên cầu vượt, xoay cầu vượt cầu này.